Rồi ok, hello anh em nhé. Thì mở đầu clip mình sẽ giới thiệu cho anh em sơ qua về một chút về giá vàng hiện tại trên shop của mình. Thì hiện tại giá vàng từ server 1, server 4, server 5 là x4k, tức anh em 100k cạc anh em sẽ được 400 triệu vàng. Tương tự như vậy ở server 3 là x3k5, server 7 là x3k2 và server 2 là x3k1. Tương tự như vậy server 6 và 9 là x3k. Thì như anh em thấy ở trên màn hình đây, thì đây là giá vàng chín server ở trên shop minhngoc.com của mình. Nếu anh em là có nhu cầu mua vàng, mua ngọc, mua nick, mua bộ sao thì lên ngay shop minhngoc.com của mình để nhận được giá tốt nhất. Tại vì sao? Tại vì hiện tại thì giá tất cả các shop hiện tại giá vàng đang tụt giảm rất là nghiêm trọng. Nên là anh em nào có nhu cầu mua vàng mà giá tốt nhất thì anh em lên ngay shop minhngoc.com của mình nhé. Bên mình đảm bảo hoàn tiền cho anh em nếu mà shop nào có giá cao hơn. Hiện tại tất cả các shop hiện tại giá vàng đang gọi là cực kỳ thấp, nên là shop của mình hiện đang giá gọi là có giá vàng tốt nhất cho anh em trên thị trường. Nên là anh em nào có nhu cầu mua vàng ấy thì anh em cứ lên ngay shop minhngoc.com của mình để mà mua nhé. Rồi ok, hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với kênh của mình. Thì như anh em đã biết thì tầm khoảng một tuần nữa thôi thì chúng ta sẽ có sự kiện Halloween của Ngọc Sóng Online 2021. Thì như mọi năm thì chúng ta sẽ có gọi là sự kiện Halloween gộp với lại sự kiện 20 tháng 10 như năm ngoái ấy. Chúng ta sẽ có gọi là hai sự kiện gộp chung. Nhưng mà năm nay thì admin đã gọi là tách hai sự kiện này ra thành hai phần. Và như anh em thấy ở đây, đây là sự kiện Halloween của năm trước. Thì như mọi năm thôi, thì không biết năm nay sẽ có những thay đổi gì, thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại ở năm trước chúng ta sẽ có những gì. Thì hiện tại ở năm trước thì chúng ta có gọi là sự kiện từ 20 tháng 10 đến 19 tháng 11, là sự kiện khá là lâu. Thì cũng như mọi năm thôi, thì ở đây thì xuất hiện con bot của giống như là gọi là con virus đấy. Thì ở đây chúng ta có gọi là thu thập viên ngọc rồng đen, thì chúng ta sẽ đi ước rồng xương. Và điều chắc chắn là con rồng xương này nó rẻ hơn bộ một sao nha anh em, nên là anh em săn đó rất là nhiều để mà đổi skill đệ. Các điều ước thì chính là đổi skill đệ và tiếp theo là ước phiếu giảm giá. Thì có thể là 7 ngày đầu trong sự kiện thì anh em vẫn chưa thể gọi được rồng xương nha. Và có x2 kinh nghiệm và capsule Halloween ở cải trang Halloween các thứ này. Thì ok, thì ở đây thì xuất hiện thêm gọi là các pet, con pet khác nhau. Thì như năm nay thì hình như là admin có gọi là thêm một cái gọi là động lực khác, đó chính là con pet là do xuất hiện theo những hành tinh khác nhau ấy. Thì thêm nữa là nghe đâu bảo cứ khó là đồ giới vương thần, nhưng mà đồ giới vương thần thì chắc nó cũng không đúng cho lắm, và đồ gọi là đồ thiên sứ thì nó nghe nó hợp lý hơn, đúng không anh em? Thì đấy là tổng quan gọi là một chút sơ sơ qua. Thì ở đây có bạn Thiện Thiện và đăng vào lúc ngày 14 tháng 10 này, khá là lâu rồi. Nhưng mà gọi là đây mình đào lại thôi. Đây, ai rủ ủa còn ngọc rồng Halloween không? Mình cần mua x10 bộ. Thì đây là một bài viết gọi là một trong những bài viết gọi là đăng trước để mà gọi là tích trữ trước các ngọc rồng của sự kiện Halloween để mà ước đấy anh em ạ. Thì có nhiều cách gọi là để mà bung được ngọc rồng đen, nên là admin chắc chắn sẽ có sở gáy về cái này. Và kéo xuống bên dưới thì như anh em thấy ở đây, đây mấy cư dân sao phải buồn đây, để mà xin quay Kaioken vẫn được phà phà mà. Đây thì ở dưới này thêm một chút xíu nữa thì anh em sẽ thấy được admin sẽ có gọi là một điều nhấn mạnh ở đây. Thì đây sự kiện sẽ có đổi mới nhé bà con, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Thì đây là một điều mà admin đã nhấn mạnh là sự kiện năm nay sẽ có gọi là khác biệt hơn với năm trước rất là nhiều. Hơn thế nữa thì admin sẽ có gọi là comment thêm một cái nữa, gọi là có thể năm nay sẽ không dùng được cái ngọc rồng đen, nên là anh em game thủ cũng phải chuẩn bị tinh thần để với lại để mà hứng chịu cái đợt gọi là gặp fit về cái bộ ngọc rồng đen ở phía admin nha anh em. Đấy thì anh em cũng phải chuẩn bị tinh thần về đợt fit này của admin hướng đến với con rồng đen. Thì một số bài viết trước ở cái video trước mình đã nói rồi, thì có một số gọi là thanh niên gọi là có đăng trước khoe khoang các thứ về chuẩn bị rất nhiều gọi là low arc zin để mà chuẩn bị có cách gọi là để mà bung ngọc rồng đen nha anh em. Đây bung ngọc rồng đen thì cái tool để mà gom ngọc rồng đen nó khác rất nhiều cái khác nhau, nên là admin đã năm nay đã có quyết định gọi là đổi mới rất nhiều từ sự kiện rồi. Như anh em đã thấy sự kiện trung thu có xuất hiện thêm một số cái mới, và bây giờ sự kiện Halloween cũng tách ra với lại sự kiện 20 tháng 10. Và bây giờ chúng ta sẽ có gọi là một đợt fit khá khác nhau về cái sự kiện Halloween này. Thì mong admin có một đợt fit
làm sao cho nó hợp lý để anh em game thủ có thể gọi là có nhiệt huyết vào chơi game, để mà không gọi là nếu mà được fit admin đợt này admin fit nặng quá thì có lẽ game thủ sẽ bỏ rất là nhiều, vì hiện tại thì game thủ chơi game của này đã rất là ít rồi. Thì bình thường một bài đăng của admin đăng lên thì gọi là như các năm trước thì đến 7k like hay là 10k like là điều bình thường, nhưng năm các năm nay trở lại đây thì bài viết admin đăng thì cũng lẻ tẻ tầm 3-4k like thôi, thì cũng đã biết là cái độ gọi là game thủ nó nghỉ rất là nhiều rồi, nên là hy vọng admin có đợt fit nó khá là hợp lý để anh em gọi là có nhiệt huyết hay là có gọi là chơi game ở lại. Nếu mà admin có gọi là fit mạnh hơn thế nữa thì chắc chắn là một điều là game thủ bỏ game rất là nhiều nha anh em. Thì đây, rất nhiều gọi là anh em có đệ Kame Kaioken hay là Kaiomasenko Kaioken để chờ để bộ bí ngô để mà đổi thôi. Nhưng mà hiện tại thì mong admin có đợt fit gọi là hợp lý cho anh em gọi là có được gọi là chơi một sự kiện nó thật là bùng nổ nè anh em. Thì theo như một số thông tin thì admin sẽ chắc chắn có đội mới ở sự kiện này, và chúng ta cùng đón chờ xem những đội mới nhất ở cái sự kiện này, và mình sẽ cập nhật thêm cho anh em những thông tin về sự kiện Halloween năm nay nha anh em. Ok, hẹn gặp anh em ở các clip tiếp theo nha, bye anh em. Rồi ok, còn bây giờ mình sẽ đi cho ra event ngày 20 tháng 10 cho anh em nhé. Đây, ok, thì anh em nào mà có nhu cầu mua nick vàng ngọc bộ sao với giá gọi là cực kỳ rẻ nhất thì anh cứ lên ngay shop minhnga.com của mình nhé. Trên shop gọi là bán nick, bán vàng, bán ngọc, bao bộ sao hoàn toàn tự động uy tín nhất cho anh em nhé. Ok, thì anh em lưu ý một điều ở trên kênh của mình, thì anh em vào trong shop minhnga.com của mình và đăng ký cho mình một tài khoản shop, rồi bắt đầu comment bên dưới mình mới đi cộng được nha anh em, nhớ nhé. Gọi là cứ có tài khoản shop rồi bắt đầu comment bên dưới thì bắt đầu mình mới cộng được anh em, nên là anh em nào mà chưa có tài khoản shop thì anh em lên ngay shop nickao.com của mình để bắt đầu đăng ký cho mình một tài khoản shop, rồi bắt đầu mình sẽ bắt đầu cộng được cho anh em nhé. Rồi tiếp tục nào. Ok, chúc mừng bạn Mạnh Hùng này. Hiện tại thì giá vàng bên mình kìa cực kỳ ngon cho anh em, nên là anh em nào muốn tranh thủ mua vàng mua ngọc thì anh em cứ lên ngay shop nào chấm câu của mình để mà mua, để chuẩn bị trước cho sự kiện nha anh em. Rồi ok, nốt bạn nữa này. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha, đã xong cho anh em rồi. Thì anh em nào cứ mua nick, mua vàng, mua ngọc, mua sao thì lên ngay shop này ở trong con của mình nhé. Bên mình bán vàng với giá cực kỳ rẻ, bán ngọc cũng rẻ cho anh em. Là bán bộ mà sao anh em mua số lượng lớn hay là mua số lượng ít thì anh em cứ vào ngay shop này ở trong con của mình nhé. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nhé, bye anh em.